Và tiếp theo đây là những bản tin liên quan đến Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin mở đầu với Ngô Minh Huy. Kính thưa quý vị, Trung Cộng ra lệnh cho Cộng sản Việt Nam ưu tiên chích người cho công dân Trung Cộng bằng vaccine Sinopharm. Toà đại sứ Trung Cộng tại Hà Nội cho biết nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đồng ý dành quyền ưu tiên chích người cho công dân Trung Cộng đối với lô hàng vaccine COVID-19 được Trung Cộng tặng gần đây nhất sau khi nhận được khiếu nại từ quốc gia này. Sự việc diễn ra sau khi Trung Cộng đã vận chuyển 500.000 liều vaccine Sinopharm đến Hà Nội nhằm hỗ trợ cho Việt Nam vào Chủ nhật ngày 20 tháng 6. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam hôm thứ Tư ngày 23 tháng 6 cho biết các liều vaccine sẽ được gửi đến 9 tỉnh phía Bắc cho người Việt Nam sống trong các cộng đồng giáp ranh biên giới Trung Cộng. Những người tham gia trao đổi thương mại và dịch vụ với Trung Cộng và công dân Trung Cộng đang ở và làm việc tại Việt Nam nhưng vào thứ Năm hôm sau, Tòa đại sứ Trung Cộng tại Hà Nội cho biết Cộng sản Việt Nam đã không thực hiện đúng cam kết ưu tiên vaccine cho công dân Trung Cộng và công dân Trung Cộng nên được tiêm phòng trước các nhóm khác. Tòa đại sứ Trung Cộng cho biết trong một tuyên bố, theo sự đồng thuận của Trung Cộng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã nhiều lần cam kết rằng vaccine do Trung Cộng cung cấp sẽ được ưu tiên trước cho công dân Trung Cộng sinh sống tại Việt Nam, người Việt Nam có kế hoạch làm việc tại Trung Cộng và người Việt Nam sống gần biên giới Trung Cộng. Tòa Đại sứ Trung Cộng cho biết, trước khi công bố kế hoạch phân phối vaccine, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã không phối hợp với chính quyền Trung Cộng theo sự đồng thuận trước đó. Tòa Đại sứ Trung Cộng này cho biết họ đã ngay lập tức bày tỏ lo lắng về vấn đề này và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đồng ý rút lại kế hoạch phân phối. Trong khi đó, nhà cầm quyền Cộng sản đã lên kế hoạch cấm tất cả các chợ ở Sài Gòn sau khi có 667 người dương tính trong một ngày. Tin Sài Gòn, thưa quý vị, Báo Dân Chí loan tin vào ngày 25 tháng 6 năm 2021, ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Cộng sản đồng ý cấm tất cả các chợ đầu mối và chợ truyền thống tại Sài Gòn hoạt động trong thời gian tới để chống dịch. Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế Cộng sản đã cho rằng chợ đầu mối là điểm giao thương, chợ truyền thống là nơi mà người dân đến mua sắm, nên những nơi này dễ làm lây lan dịch. Nhận định này được đưa ra ngay sau khi chỉ trong 24 giờ từ ngày 24 cho đến 25 tháng 6, Sài Gòn đã phát hiện có thêm 667 người dương tính với dịch, nâng tổng số người bị nhiễm dịch lên 2.958 người. Trước tình hình này, thì ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Thành phố cho biết, trong 9 ngày này, Sài Gòn liên tục có trên 100 người nhiễm dịch. Tuy nhiên, ông Phong khẳng định nhà công quyền vẫn đang kiểm soát được dịch. Trong một diễn biến khác, từ ngày 20 cho đến ngày 26 tháng 6, Nhà cầm quyền Cộng sản thành phố đã tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho các nhân viên, viên chức, công an, quân đội, cộng sản với số lượng lên đến hơn 9.000 người mỗi ngày và được tập trung đông đúc tại một địa điểm là nhà thi đấu Phú Thọ nằm trên địa bàn quận 11. Điều này khiến cho dư luận cho rằng đây là cách làm phản khoa học của nhà cầm quyền vì việc tập trung đông người sẽ dễ làm lây lan dịch và nếu những người được tiêm phòng mà nhiễm dịch thì sẽ làm lây lan cho gia đình và cộng đồng do đây là mũi tiêm phòng đầu tiên mà họ được tiêm. Thưa quý vị, người dân ở Hà Nội bị buộc phải đóng 400.000 đồng cho quỹ vaccine. Tin Việt Nam, Báo Giao Thông ngày 23 tháng 6 năm 2021 loan tin, người dân ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cho biết, nhà cầm quyền phường đang bắt mỗi gia đình phải đóng 400.000 đồng tiền ủng hộ cho quỹ vaccine phòng covid-19. Một người dân cho biết, viên chức tổ dân phố đã thông báo cho người dân là phường yêu cầu phải vận động người dân trên địa bàn phường phải đóng được 1 tỷ 300 triệu đồng cho quỹ vaccine. Số tiền này được tính đều cho 9 tổ dân phố, nên mỗi tổ dân phố phải nộp khoảng 144 triệu đồng, và trung bình mỗi người dân phải nộp 400 000 đồng. Riêng tổ dân phố 7, sau một đợt đi thu tiền thì tổ dân phố đã thu được 90 triệu đồng của người dân. Một người dân rất là bất mãn cho biết, Chi ủy chi bộ đảng tổ dân phố 7, phường Nhật Tân đã có thông báo đề nghị các đảng viên đang làm việc, sinh hoạt trên địa bàn. Nếu không tham gia ủng hộ, vận động gia đình ủng hộ tiền, thì sẽ bị lập danh sách báo cáo về đảng, ủy phường để làm căn cứ nhận xét, đánh giá cuối năm 2021. Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch quận Tây Hồ cho biết, nhà cầm quyền thành phố và quận đã xây dựng kế hoạch vận động người dân ủng hộ tiền cho quỹ vaccine. Nguyên tắc của Trung ương Cộng sản và của nhà cầm quyền thành phố là không lấy tiền ngân sách mua vaccine, mà phải lấy từ nguồn tiền đóng góp của người dân. Trong một diễn biến khác vào ngày 26 tháng 6, nhà cầm quyền cộng sản đã tăng giá xăng lên một mức cao mới, đưa giá xăng dầu lên cao nhất trong gần 2 năm qua. Liên Âu nói cộng sản Việt Nam tiếp tục vi phạm nhân quyền thưa quý vị, bản tin từ Brussels báo cáo về tình hình nhân quyền thế giới năm 2020 của cơ quan đối ngoại của Liên minh châu Âu gọi tắt là EEAS ghi nhận những nỗ lực của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong cuộc chiến chống lại việc sử dụng lao động trẻ em và trong việc thúc đẩy bình đẳng giới tính, nhưng Hà Nội tiếp tục vi phạm quyền dân sự và chính trị. Báo cáo được công bố vào đầu tuần này có viết, đặc biệt đáng lo ngại là mức độ nghiêm trọng của những hạn chế và việc tuyên án trong các vụ việc liên quan đến thực hành quyền tự do ngôn luận trên trang mạng và trên thực tế, và người dùng truyền thông xã hội ngày càng phải đối mặt với việc kiểm duyệt tùy tiện khi chia sẻ những quan điểm chính yếu trực tuyến. Báo cáo cũng đề cập đến việc Hà Nội bù các công ty truyền thông xã hội quốc tế lớn như Google, Facebook phải đóng tài khoản hoặc là những nội dung phê bình chính phủ và nói rằng việc cưỡng bức này là tiền lệ nguy hiểm. Thưa quý vị, phản ứng với báo cáo này, Bộ Ngoại giao cộng sản Việt Nam nói báo cáo này của EEAS chưa khách quan và không phản phản ánh đúng thực tế tại Việt Nam. Trong khi nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và quốc nội báo cáo rằng có hàng chục người hoạt động mới bị kết án bằng những bản án vô cùng hà khắc và con số tù nhân lương tâm lên đến hơn 250 người, thì phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói rằng ở Việt Nam không ai bị bắt giữ hoặc xét xử chỉ vì bày tỏ chính kiến và bảo vệ nhân quyền. Thưa quý vị, người qua đường ngăn chặn người đàn ông tấn công một phụ nữ châu Á ở thành phố New York. Sở cảnh sát thành phố New York NYPD công bố những bức ảnh của một người đàn ông được cho là đá và thốt ra những lời nói chống người châu Á và rút dao tấn công một phụ nữ ở Manhattan vào hôm thứ Hai ngày 21 tháng 6. Theo đài Peace 11, nạn nhân 23 tuổi đang đi bộ trên đường West 26th Street, 6 and 7 Avenue, thì bị nghi can đá vào phía sau chân và hét lên những ngôn từ chống người châu Á ngay trước nửa đêm. Người đàn ông này được cho là rút dao tấn công nạn nhân và một người qua đường đang cố gắng giúp đỡ người phụ nữ nghi can bỏ trốn và được nhìn thấy lần cuối khi đang hướng về phía đông trên đường West 26th Street. NYPD thông báo với Neshack rằng người phụ nữ này bị đau ở lưng và chân và phải từ chối sự hỗ trợ y tế. Một vụ việc khác đang được cho là xảy ra vào tối hôm đó tại ngã tư của Chamber Street và West Broadway ở Tribeca. Một người đàn ông được cho la hét vào mặt một người phụ nữ châu Á 57 tuổi và sỉ nhục người châu Á người đàn ông này cũng cố gắng chạm vào một trong những đứa cháu của người phụ nữ. Những nạn nhân kéo đứa trẻ ra xa, khiến nghi can bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện vẫn chưa rõ liệu hai sự việc này có liên quan với nhau hay không, nhưng cả hai trường hợp đang được điều tra bởi lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm kỳ thị của NYPD. Tin về một du học sinh Việt Nam qua đời sau gần một tháng xảy ra vụ tai nạn giao thông ở quận Sakino, thưa quý vị. Một diễn viên trao đổi người Việt Nam đã qua đời sau gần một tháng kể từ khi xảy ra vụ đụng xe ở quận Saguno. Vào ngày 22 tháng 5, các cảnh sát đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được thông báo về vụ đụng xe tại giao lộ North Center và Pierce ở thị trấn Cockville Township. Tại hiện trường thì cảnh sát đã tìm thấy một chiếc xe Honda và chiếc xe hơi Pontiac Grand AM đã đụng vào nhau. Chiếc xe Honda chở 4 du học sinh trao đổi người Việt của trường đại học Saginaw Valley State University. Trong đó, du học sinh Phương Thị Nam Trịnh, người ngồi phía sau xe đã bị chấn thương nguy hiểm đến tính mạng, phải nhập viện. Vào ngày 13 tháng 6, cảnh sát đã cho biết là Phương đã qua đời tại bệnh viện Covenant Healthcare ở quận Saginaw. Cảnh sát trường William L. Ferdersfield cho biết, sự việc này thật tồi tệ, Cô ta du học tại đây và bị thương trong vụ đụng xe. Ba mẹ của cô đã cố gắng đến Mỹ trong lúc cô đang hấp hối trên giường bệnh. Phía cảnh sát cho biết là chiếc Honda đã đi về hướng Tây trên đường Pierce. Trước đó, trước khi nó rẽ trái vào con đường mà chiếc xe Crant đang đi về hướng Bắc. Cảnh sát đã cho biết thêm rằng chiếc Crant AM được lái bởi một thanh niên 17 tuổi ở Saguno. Phương Trinh đang là sinh viên năm cuối tại trường đại học SV University và cô chuẩn bị tốt nghiệp vào tháng 12 tới. Buổi lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức ở trường tháng 9 tới. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam. Xin quý vị tiếp tục giữ màn hình của SBTN trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại với phần phóng sự cộng đồng sau một số thông tin thương mại.